Qua 3 năm triển khai, chương trình Một Vạn Cuốn Sách Trữ Tình Yêu Thương đã huy động được 30.000 cuốn sách tặng cho 300 trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Một Vạn Cuốn Sách Trữ Tình Yêu Thương được phát động từ năm 2017 nhằm đưa sách đến các trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh, qua đó truyền cảm hứng đọc sách đến các em nhỏ, thôi thúc những ước mơ, nuôi dưỡng tâm hồn các em qua những trang sách. Đến nay đã có 30.000 cuốn sách được trao tặng cho 300 trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, quỹ Hanseyas 24 Hàn Quốc cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 10.000 cuốn sách cho 100 trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Trong đó có nhiều thể loại sách phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học như lịch sử, khoa học, kiến thức đời sống, văn học. Theo chia sẻ của các em học sinh thì sách là nguồn tri thức vô tận và khai sáng tâm hồn trẻ thơ, tạo thói quen đọc sách để các em có thể xa rời những thiết bị công nghệ hiện đại đang ngày càng chiếm lĩnh thú vui, niềm đam mê mỗi ngày của các em. Đưa sách đến các trường tiểu học là một chương trình ý nghĩa, góp phần nâng cao dân trí người Việt.